Sáng nay mùng 8 tháng 8 tại thành phố Lào Cai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Sùng A Lệnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, từ năm 2021 đến hết tháng 5 năm 2024, thành phố đã tiếp đón 2.628 lượt công dân, tiếp nhận trên 3.000 đơn thư, chủ yếu là kiến nghị, phản ánh. Số lượng đơn tố cáo đã giải quyết đạt gần 98%. Việc tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân thành phố, các xã phường được thực hiện nghiêm túc theo đúng lịch. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thanh tra Chính phủ có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về xử lý các hành vi công dân lợi dụng khiếu nại tố cáo để vi phạm pháp luật, xúc phạm cán bộ lãnh đạo, cán bộ tiếp công dân, xúi dục khiếu kiện trái pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Tỉnh xem xét tăng biên chế cho cơ quan thanh tra để thực thi tốt nhiệm vụ. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lệnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí đề nghị thành phố phối hợp tích cực với ngành chức năng trong phân loại, nắm rõ nguyên nhân phát sinh đơn khiếu nại tố cáo của công dân để có giải pháp giải quyết dứt điểm, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tiếp công dân. Đối với những kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ tổng hợp để kiến nghị với Quốc hội, các bộ ngành xem xét giải quyết.